Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024 tin vui đồng loạt cả ba miền, thị trường xu hướng tăng tích cực. Ngay cả nhiều ông lớn ngành chăn nuôi cũng nhận định rõ ràng giá sẽ lên mốc 70.000 đồng một kg trong năm 2024. Các doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo sẽ còn duy trì đà tăng trong năm nay, đạt tối đa 70.000 đồng một kg nhờ nguồn cung suy giảm và phải mất nhiều tháng mới có thể phục hồi. Hiện nay, mỗi tải heo hơi xuất chuồng dao động từ 6 triệu đến 6 triệu 200.000 đồng, tăng gần 1 triệu đồng so với tháng trước. Với giá này người chăn nuôi rất phấn khởi. Mỗi tạ lãi khoảng 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn đồng giá heo hơi miền Bắc theo ghi nhận so với những ngày trước giá ổn định và đứng yên thì nay thị trường tại miền Bắc bất ngờ điều chỉnh bật 1.000 đồng một kg đây là tín hiệu của đợt bật tăng mạnh trong thời gian sắp tới cụ thể tỉnh Yên Bái bật tăng nhẹ 1.000 đồng một kg lên mức 63.000 đồng trượt kg thương lái tại Lào Cai Nam Định và Ninh Bình đang cùng thu mua heo hơi ở mức 61.000 đồng 1 kg giá heo hơi tại Vĩnh Phúc đang được giao dịch với giá 62.000 đồng 1 kg. Qua khảo sát chung giá heo hơi tại thị trường miền Bắc hiện đang giao dịch trong khoảng 61.000 đến 63.000 đồng 1 kg, giải rác một số nơi lên mốc 64.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Có thể thấy rõ ràng miền Trung đã điều chỉnh tăng đến 2.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá heo hơi tại tỉnh Lâm Đồng được nâng lên mức cao nhất là 63.000 đồng 1 kg tăng 1.000 đồng trột kg. Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Thanh Hóa và Bình Định đang được giao dịch với giá 60.000 đến 61.000 đồng trột kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên xu hướng tích cực và đang giao dịch trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng trột kg. Giá heo hơi miền Nam tăng đến 3.000 đồng trên kg. Bất ngờ tại khu vực miền Nam bật tăng cao rõ ràng hơn hết, tăng đến 3.000 đồng một kg. Theo đó, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh cùng tăng 1.000 đồng trượt kg, hiện ghi nhận trong khoảng 61.000 đến 63.000 đồng trượt kg. Sau khi tăng 3.000 đồng một kg, hai tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng cùng tăng lên mức 63.000 đồng kg. Nhìn chung giá heo hơi khu vực miền Nam đang đã tăng rất tốt, hiện đang giao động trong khoảng từ 60.000 đến 63.000 đồng chuột kg. Qua khả sát chung của nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, hiện giá heo đăng trên đà phục hồi tăng cao. Nhiều ông lớn ngành chăn nuôi lạc quan về giá heo hơi trong năm 2024. Các doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo sẽ còn duy trì đà tăng trong năm nay, đạt tối đa 70.000 đồng một kg nhờ nguồn cung suy giảm và phải mất nhiều tháng mới có thể phục hồi. Sau thời gian dài giá heo neo ở mức thấp, nên hầu hết người chăn nuôi bị thua lỗ phải treo chuồng dẫn đến đàn heo nuôi trong dân sụt giảm mạnh. Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, nguồn cung hút đã khiến giá heo tăng trở lại. Hiện nay, mỗi tạ heo hơi xuất chuồng dao động từ 6 triệu đến 6 triệu 200 nghìn đồng, tăng gần 1 triệu đồng so với tháng trước. Với giá này người chăn nuôi rất phấn khởi, mỗi tạ lãi khoảng 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn đồng. Lý giải cho việc giá heo tăng mạnh, nhiều người chăn nuôi cho biết một phần do quy luật cung cầu. Vào thời điểm giá heo đạt đến đỉnh chưa từng có thì bà con ùn ùn tăng đàn, khiến cho cung vượt cầu, thương lái ép giá, thêm dịch bệnh tác động kéo giá xuống thấp. Trước tình hình thị trường có những chuyển biến tốt, thì nguồn cung chưa hồi phục dẫn đến giá heo tăng lên. Nhìn lại thị trường heo từ đầu năm đến nay có thể thấy, giá vẫn đang duy trì đà phục hồi. Theo đó, tính đến ngày 3 tháng 5, giá heo hơi bình quân cả nước khoảng 62.000 đồng tăng khoảng 24% so với hồi đầu năm. Giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, nguồn cung giảm chính là động lực tăng giá trong thời gian qua. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi quý 1 năm 2024 giảm 12 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này nhận định trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm, tuy nhiên khó quay trở lại mức giá thời điểm trước dịch Covid-19. Theo đó, hiện nay giá heo hơi đang ở mức 64.000 đồng/kg và trong 3 tháng tới có khả năng tiếp tục tăng cao, dự kiến 68.000 đến 70.000 đồng/kg sau đó có khả năng đi xuống nhưng không không dưới mức 56.000 đồng chuột kg. Dự báo cả năm, giá heo hơi bình quân ở mức 60.000 đồng chuột kg. Trong bối cảnh giá heo hiện lên tới 63.000 đến 65.000 đồng một kg bà con chăn nuôi đã có lãi và mạnh dạn tái đàn. Mặc dù giá heo hơi đang ở mức có lợi nhưng người chăn nuôi vẫn e rẻ trong việc tái đàn để sản xuất. Ông Hồ Văn Chiến, chủ một cơ sở chăn nuôi heo tại xã Sa Bang, huyện Châu Đức cho biết, tôi nuôi 10 heo nái và số heo con sinh ra sẽ nuôi để bán thịt mặc dù chuồng trại vẫn còn trống, nhưng không nhập heo từ nơi khác về sản xuất do e ngại về tình hình dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không biết giá heo thịt có tiếp tục duy trì lâu không. Đó có thể coi là tâm lý chung của người chăn nuôi trong tỉnh khi không mạnh dạn tăng đàn, tái đàn để sản xuất. Nguồn cung cũng giảm nhiều điều này dẫn đến giá thịt heo của Việt Nam cao hơn so nhiều nước trong khu vực, chỉ sau Philippines hiện khoảng 110.000 đồng trên kg. Để khắc phục nguồn cung thiếu hụt cũng cần một thời gian khá dài. Hiện nay với giá heo hơi ở mức từ 60.000 đến 64.000 đồng một kg như hiện nay, phần lớn người chăn nuôi heo đều có lời. Song, do chăn nuôi heo còn đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro nên nhiều hộ dân vẫn còn ngại tái đàn heo. Giá heo hơi tăng do nguồn cung tại nhiều địa phương giảm so với các tháng trước vì lượng heo tới lứa xuất bán không nhiều, cũng như do người dân giảm nuôi heo. Thời gian qua, chăn nuôi heo không có lời vì giá heo hơi ở mức thấp, trong khi giá thức ăn gia súc và nhiều chi phí đầu vào ở mức cao nên có nhiều hộ đã nghỉ nuôi heo nhất là các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ lẻ. Ngoài ra, nhiều hộ chăn nuôi heo cũng giảm số lượng đàn heo nhằm hạn chế thua lỗ do giá thấp và rủi ro do dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh heo tai xanh vẫn còn xuất hiện tại một số nơi trong nước. Dịch bệnh trong 2023 làm mất nhiều đàn nái, có áp lực nguồn cung khan hiếm. Hiện giá heo hơi ngoài thị trường khoảng 60.000 đến 64.000 đồng 1 kg và đang tiếp tục tăng. Người nuôi heo trang trại, ra trại được gỡ nút thắt. Với mô hình chăn nuôi heo hữu cơ sử dụng đệm lót sinh học, thức ăn cho heo chủ yếu là các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, được lên men bằng công nghệ vi sinh, không sử dụng các loại kháng sinh, chất độc hại nên an toàn, giá trị dinh dưỡng được nâng cao. Chất thải được xử lý tốt, cung cấp một lượng lớn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, giảm thiểu khí độc nhờ sử dụng đệm lót sinh học, không phải dội chuồng trong suốt thời gian nuôi, không xả nước thải ra môi trường. Đặc biệt, sau khi thực hiện hiệu quả mô hình người chăn nuôi đã tiếp tục tái sản xuất theo quy trình và nhiều hộ chăn nuôi khác cũng học hỏi làm theo để phát triển chăn nuôi heo nông hộ. Nhiều chuyên gia trong ngành dự báo, với xu hướng như hiện nay, đặc biệt là thị trường tiêu thụ rất mạnh trong khi nguồn cung đang giảm. Điều này khiến giá heo sẽ tiếp tục trên đạt tăng mạnh, với mức giá 64.000 đồng như hiện tại thì lên giá 65 đến 70.000 đồng một kg sẽ chỉ trong nay mai. Bên cạnh đó một điều rất quan trọng khi thời tiết như như hiện nay bà con chăn nuôi cần kiểm soát phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi. Đối với con giống cần đảm bảo đúng chuẩn, đã kiểm dịch rõ ràng tránh trường hợp mua chung giống rẻ kém chất lượng. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mối lưu tâm ngày càng tăng về an toàn thực phẩm đòi hỏi thức ăn cho heo phải có chất lượng cao để bảo đảm thịt an toàn. Dần dần, người chăn nuôi chuyển hướng từ cám heo thông thường đến các loại cám chất lượng cao, có chức năng cải thiện hệ miễn dịch của động vật, kháng lại các bệnh đặc hữu cũng như giảm nguy cơ rối loạn trao đổi chất, nhiễm độc axit, bị thương và nhiễm trùng. Hơn thế nữa, sự gia tăng của nhu cầu thịt heo hữu cơ của người tiêu dùng ở các nước phát triển, cùng với việc áp dụng các phương thức chăn nuôi heo mới và duy trì tiêu chuẩn chăn nuôi cao tạo ra một triển vọng tốt cho thị trường cám heo Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Thị trường ba miền những ngày qua giá heo liên tục bật tăng, bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, điều này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Đáng chú ý, với mức giá khoảng 55.000 đồng một kg, thịt lợn nhập khẩu còn rẻ hơn cả giá thịt lợn hơi xuất chuồng nội địa, 58.000 đến 64.000 đồng một kg. Giá rẻ cùng số lượng thịt nhập khẩu ngày càng tăng dẫn đến tình trạng khó kiểm soát chất lượng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trọng, Nguyên Phó cục trưởng cục chăn nuôi cho biết đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Xu hướng tăng giá heo hơi hiện nay kéo giá heo giống tăng theo khi nhiều người chăn nuôi rủ nhau tái đàn. Cùng với đà tăng của giá heo hơi, giá heo giống trong ngày hôm nay cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá heo giống tại miền Bắc tăng 10.000 đồng con lên mức 1,62 triệu đồng con, tại miền Trung tăng 20.000 đồng con lên mức 1,43 triệu đồng con, tại miền Đông và Tây Nam Bộ cùng tăng 40.000 đồng/kg lần lượt lên mức 1,58 triệu đồng con và 1,38 triệu đồng con. Theo các chủ trại chăn nuôi, từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá heo hơi có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do nguồn cung heo giảm hơn trong khi thị trường tiêu thụ vẫn ổn định. Cục Chăn nuôi nhận định, thời gian tới, do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm. Điều này làm thuận lợi cho bà con chăn nuôi rất nhiều. Nếu heo hơi duy trì được mức giá từ 60.000 đồng một kg thì người chăn nuôi sẽ có được lợi nhuận ổn định, an tâm phát triển sản xuất. Ngoài việc heo hơi tăng giá, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm. Trong quý 1, giá thức ăn hỗn hợp giảm từ 10 đến 15% tùy loại. Cũng theo bộ này, khả năng trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, sức tiêu thụ trên thị trường hiện vẫn chưa tăng mạnh. Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tổng đàn heo của cả nước có khoảng 24 triệu con, riêng quý 1 năm 2024 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy đàn heo không hề giảm mà còn tăng, nguồn cung sẽ không bị thiếu hụt. Sự thiếu hụt nguồn cung trong một vài thời điểm hiện nay phần lớn là do trước Tết khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi bán non để tránh dịch dù heo chưa đủ trọng lượng xuất chuồng, cộng với sức tiêu thụ của thị trường tăng mạnh trong dịp Tết vừa qua. Thời gian tới, khi lứa heo hối vụ đạt trọng lượng xuất chuồng, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu vẫn còn thấp nên khả năng heo hơi sẽ không giữ được mức giá cao. Theo nhiều chuyên gia, thời gian qua nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Mức giá heo hơi như hiện nay đã cao hơn giá thành chăn nuôi, cục xuất nhập khẩu nhận định. Theo nhiều chuyên gia, Nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Nếu việc này được tiếp tục duy trì tốt, ngành chăn nuôi trong nước có thể khởi sắc trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, qua công tác tuyên truyền về tác hại của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong thời gian qua ý thức của các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nuôi nhốt động vật được nâng lên rõ rệt phối hợp tốt với ngành chức năng trong công tác vệ sinh tiêu độc môi trường trong chăn nuôi. Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn Nuôi, cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo hơi xuất chuồng tăng nhanh trên cả ba miền. Tính bình quân tháng 1, giá đạt 53.000 đồng ruột kg, sang tháng 2 tăng thêm khoảng 4.000 đến 6.000 đồng ruột kg và tiếp tục tăng trong tháng 4. Giá heo hơi tăng mạnh trong thời gian gần đây do các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát heo, bò, gà nhập lậu qua biên giới. Bên cạnh đó, Nguồn cung nội địa giảm cục bộ vì cuối năm ngoái giá heo quá thấp cũng như dịch bệnh khiến nhiều người chăn nuôi xuất chuồng sớm. Ngành chăn nuôi Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn với nhiều lý do. Đặc biệt nguồn cung chăn nuôi ở trong nước tăng lên nhưng sức mua lại giảm và cũng không xuất khẩu được. Trong khi đó lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu 2 đến 3 năm trở lại đây tăng mạnh. Cụ thể chiếm trên 10% lượng thịt heo sản xuất trong nước với thịt heo nhập khẩu gần 300.000 tấn móc hàm năm, chưa kể số lượng heo nhập khẩu tiểu ngạch không thống kê được. Tình hình chăn nuôi lợn trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với các tháng trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về bất cập trong công bố hợp quy thuốc thú y. Theo đó, Bộ Kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng cho phép Bộ sửa đổi, bổ sung thông tư số 13 trên 2016 của Bộ Quy định về Quản lý thuốc thú y theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ cũng cho rằng, việc này vừa bảo đảm thực hiện công bố hợp quy thuốc thú y theo quy định, không phải lấy mẫu giám sát đánh giá chất lượng sản phẩm hàng năm. Vừa không phải đánh giá quá trình sản xuất, có phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và giám sát chủ động sự lưu hành, biến đổi của virus cúm gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu, giám sát bệnh dại, giám sát virus dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng diễn biến giảm giá hiện nay phù hợp với các dự đoán trước đó của một số chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi. Cụ thể, giá heo hơi xuất chuồng của Việt Nam đang cao hơn so với các nước trong khu vực tạo ra áp lực thẩm lậu qua biên giới, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn chưa hồi phục. Về phía người chăn nuôi, mức giá đang ở mức chấp nhận được để bù đắp lại giai đoạn thua lỗ trước đây. Trong năm 2024, nhận định giá có thể tăng cao so với năm 2023 đạt khoảng 58.000 đến 62.000 đồng một kg do nguồn cung suy giảm và cầu tăng trở lại. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.